Các bản tin nhanh 24/7. Honda CB1100TA giới thiệu hoành tráng tại ESMA 2016. Honda CB1100TA Cooper tại triển lãm ESMA 2016 đã khoác lên mình thiết kế cổ điển của những dòng cổ điển từ nhiều thập niên trước. Nếu như những chiếc Thorazon Ace mang âm hưởng cà phê racer của những năm 60, thì CB1100TA thiết kế những nét thanh lịch cổ điển của những năm 70. Toàn thân chiếc xế đi tông màu của HAC đậm chất Honda, nhưng được trang bị mặc định theo đó là hàng loạt option giá trị cao cấp từ những thương hiệu danh tiếng. Phía trước sẽ sử dụng hõm giảm sóc Holin hành trình ngược, phanh Revo 4 piston. Phía sau cũng là Holin Cafe Racer với bình ga treo rời. Đi kèm theo nó là những cỗ máy khủng khiếp với ống xả Takumi danh tiếng cho âm thanh trầm ấm và quyến rũ. Ngoài ra CB1100TA Cooper còn được trang bị những công nghệ điện tử cao cấp và tất nhiên đi kèm theo nó là giá bán không hề thấp. Được biết chiếc xế là phiên bản Cooper và chưa chắc chắn sẽ được Honda tung ra, nhưng với nhiều người đánh giá cho rằng đây là mẫu xe xứng tầm để cạnh tranh phân khúc Lexus cùng với những xe cổ điển của những năm 70. CB1100TA Cooper trang bị lớp đuôi chuyên nghiệp, mâm Mastroianni, phuộc Holin trước và sau, heo Rebo, bô Takumi. Với ống xả thứ hai của xe cũng rất là quyến rũ. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại ở clip kế tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.